Tao cái tao bỏ tao chạy liền luôn á. Đó là Ồ. ông bắn bừa đi. Đó là Oh. ông nội bắn Rồi. bừa, ông nội bắn bừa ba. Mày biến thành cái thùng rác mới chịu. Chọn mày biến thành cái bàn chi Chết cha chạy. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello xin chào mọi người. Mình là Kia, thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi cái trò block hình. Thì trò này giống cỡ cỡ như trò hàng xích thôi, nhưng mà có cách khác là khi mà mình làm thằng hider á, là mình sẽ trốn bằng cách là mình lít vô cái đồ vật nào đó và mình đi trốn, thì cái này nó sẽ gây ra cái độ khó cho cái thằng seeker đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ đợi vô trận và mình sẽ bắt đầu chơi. Rồi, để coi thử bây giờ mình và thằng Vami sẽ là cái gì đây, không biết là nó màu đỏ, màu đỏ, màu xanh, màu đỏ, màu xanh, màu đỏ, màu xanh. Xanh tiếp. Ồ, lại là màu xanh. Ừ, xanh tiếp rồi. Có vẻ như trong cặp này mình sẽ là màu xanh triền miên luôn. Ô, lại là map này nữa hả? Ô, Ủa, map này dễ bị ăn hành lắm nè. mình cũng hơi bị dị ứng Tin với cái luôn map này đây. á. Rồi giờ hiện tại mấy shaker đang đang ở đâu mày? Nó đang ở trong cái chỗ trốn của nó Shaker đó. nè. Ok, bây giờ là mình trốn đi được, mình phải trốn đi chỗ khác, tránh tránh mấy thanh niên này biết được mình là ai. Ui, Ủa, bỏ đi chứ. 4 giây nữa, 4 giây nữa, bọn bọn kia nó xuất hiện á, 4 giây nữa. Ui, bây giờ là mình phải phải trốn thành cái gì đây? Ây Rồi, da, nó sao trốn lại mình rồi. trốn thành cái này? No. Ok, trốn thành cái này cũng được. Yeah, vậy được rồi. Mày mày Ok, đang là mình cái gì vậy? Mày là cái hả? gì vậy? Không không không, có nói không được, nhưng mà hiện tại bây giờ là Seeker nó biến lên được thành 3 thằng rồi kìa. Hiện tại bây giờ Trời mình ơi, đang ăn hành trốn ăn hành ăn hành. thành thành cái Mà chỗ này, sao có mày vẻ mỗi như lần là đi kiếm nó tao tao khá nhiều là vậy? ổn so với cái bàn, so với cái phòng học. Nên là không sao không sao. Cầu mong là của nó đừng có bắn bậy là được rồi. Ôi, mấy con này dễ bắn bậy lắm. Thôi, hên là núp kịp. Trời ơi, Chết rồi mấy hả? thằng này nó hack hay sao mày? Hát lại gì? Nó nhìn cái nó biết tao liền luôn á, mặc dù tao chạy đi chỗ khác xong tao trốn thành thứ khác luôn rồi đó. Ơi 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 ơi, cảm ơn bậy nha, cảm ơn bậy với mọi hình thức. Cái Ok, bàn mày rồi rồi hack rồi hack tao rồi. liền Trời ơi, rồi. còn 2 thằng ở trong này. Ôi, ôi nguy hiểm Mà nha, nguy sao tụi hiểm tao ạ. di À. Hả? chuyển Nguy hiểm ạ, à, nguy hiểm ạ. À. được ta? Ôi, cha. Rồi. Ôi Ủa, trời ơi, mày 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 trời trốn chưa, mày trốn chưa? ơi. Cả trời, cả trốn nãy giờ rồi, có đâu cần đợi mày, có đâu cần đợi mày nhắc. Nhắc Ok, mình chứ. sẽ cố gắng thêm 1 phút 40 giây nữa thôi. 1 phút 40 giây nữa là mình sẽ thắng được win này. Thắng được trận này. Máu Cố gần hết lên. rồi, máu gần hết rồi, đi kiếm thằng kia thôi. Mày đừng có bắn bậy, mày sắp chết rồi đó, mày đừng có Còn bắn hơn nửa cái máu là có bậy. chù. Ôi, hai đơ chỉ còn có 2 thằng thôi. Nguy hiểm chưa? Nguy hiểm chưa? Mình Ủa sao mình. mình thấy mình đi kiếm thằng Ôi, thằng kia hai mà đơ tao chỉ hack còn có lại mình nó tao kiếm mình như à. là nó hack. What the hell? Ôi, hai đơ chỉ còn có mình tao à. Yeah, hai cái chậu bông kế bên là tao Oh wow. GG rồi đó. Có vẻ như khá là thốn đây. Trời ơi, nó mà bắn được một phát là mình không biết đường đâu mà mình đỡ luôn á. Bây giờ mình chạy ra chạy vô Vơi một vơi gì. hai chậu bông đứng kế bên mà sao tao bắn hoài nó bất động hoài mày. À thì đúng rồi, cái đâu phải biến thành chậu bông đâu. Ủa kỳ vậy ta. Có biến thành laptop á, đi cày mi. Thôi bớt đi, đợi tao kiếm được mấy cái laptop sao tao chết ngắt rồi. Bây giờ có nói thật luôn nào. À, bây giờ có biến thành cái ghế á. Trời, hào ha, nó cái ghế hay xong biến nè, ngu dữ Ừ, ta. Cái này chết luôn nè. mày đi bán hết mấy cái đống ghế đó chắc mày cũng chết luôn rồi đó. À là mày thấy tao luôn rồi hả? Không có đâu thấy mày đâu. Sao biết tao bắn ghế? À ghế nằm dưới đường. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Ủa không Làm sao bị giết là được. Trời, 20 mấy giây nữa, à 20 giây nữa là mình sẽ win. Oh yeah. rồi 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 thấy là không vui vậy đó nghe, máu hết trơn rồi. Bắn bậy cái nữa là lên đường nữa. Thôi đừng bắn nữa, cả thấy mày đừng Trời, bắn nữa, cả thấy chưa gì hai là đơ chết có hết mình ba thằng rồi đó. ga, hai cái Seeker. máu hút ga đi chứ. Ủa Yeah, trận này mình win rồi. thấy chưa, thấy Ok. tao chiến cũng dài thiệt chứ. Yeah, win. Chỉ còn duy nhất một mình luôn. Wow, quá sung sướng. Đã thánh ga Ok, trốn lại mình sẽ thiệt chứ. đợi vô trận tiếp theo rồi. Mà trong khi đó mình sẽ đi obby lại. Mình phải hoàn thành cho được cái obby này. Mày Yes. lầy quá kia ơi, Hả? mày lầy quá.
Lại gì? Cà chốn mà. Chốn mà lại Ai gì? trốn gì mà một mớ người kiếm ra mày. Ok. Bây giờ mình sẽ đợi vô trận tiếp theo thôi. Rồi, Ok. chuẩn bị vô rồi không? Nữa lại là hàng Seeker, à, lại là hàng Hider. Ôi kem Ôi sai nữa hả? tao thắc mắc là hồi nãy tao trốn kỹ lắm mà sao rồi nó vô trong phòng á, nó thấy duy nhất mình tao nữa cái này nữa hả? Hoài vậy? Mày biến mày 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 biến thành cái nào vậy? Hả? Hỏi đó sao tao biết ba? Không không không, ý ý con nói là hồi nãy mày biến thành cái gì á? Hồi nãy tao biến thành cái cuốn ra cái kệ sách. Ồ, có luôn hả? Kệ sách mà đứng kế bên cái ấy á. Là sao? Kệ sách mà đứng Kệ bên sách cái mà tao ấy để là trên sao? cái kệ mà có một mình tao đứng trên cái kệ, còn mấy cái kia mọi thứ mọi thứ nó đứng À, ở cái kệ riêng rồi. cái đó là nó mới dễ phát hiện đó, chứ không có đùa đâu. Trời sao đi heo hoài vậy? Ui, Thôi, chuông cầm ghế không được nó mới ghê chứ. đừng 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 chui 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 dưới gầm là không ổn đâu, trốn đi, trốn chỗ khác đi. Tao đang kiếm. Ok, Rồi, tao kiếm rồi phải không? cà đứng lên trên này không biết tụi nó có phát hiện ra không nữa Ủa sao mày trốn trên ngon trên nóc hoài vậy? hả? Ủa sao mày biết tao trốn Sao cho mày nóc ăn này mày vậy? mày mới nói mày trốn trên đây không biết tụi nó hiện ra Vậy thanh niên nghe lén mấy bà trưởng chứ. không? Ok Trốn đâu không? hả? Trốn đâu à? Không 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 có nói được, không có nói được. Tao đang là thành viên trốn chung mày mà. Ủa là sao? Tao cũng đang là hider mà. Ở đây có biết, có biết mày là Hider mà, nhưng mà có đâu có biết cho mày biết được Calan ở đâu đâu. Đó, nó phát hiện ra được một thằng nữa kìa. Giết nó, đúng rồi. Né gà, né né gà, sao mày đứng hết Ủa, trơn theo dõi hết mày mày không có chạy trong đó hả? trơn vậy kìa? Không, núp rồi, núp kỹ lắm. Ồ vậy hả? Mày đó ở đâu vậy? Giới Cầu thiệu mong biết lần đi. khứa, cầu cầu mong lần khứa cái bên tao đừng di chuyển nữa. Đó đó, ông nội di chuyển hoài vậy. Ông nội đứng im đi ông nội ơi. Rung quá. Không không sợ gì, chỉ sợ bị bóp gái thôi. Hình như game này nó có cắt nhạc nè, đúng rồi, có cắt Ơi ơi nhạc. ơi ơi, nó đang đi bắt bậy kìa, thằng khứa kế bên tao nó bỏ nó chạy rồi. Không, cứ để cho nó bắn bậy đi, tại vì nó bắn bậy là nó sẽ chết sớm á, tại vì duy nhất chỉ có một cái sticker thôi, nên là nó bắn bậy là hơi đuối ấy. Theo như con nghĩ là máu nó mất, không biết là con theo như con nghĩ là máu nó mất cũng hơi nhiều rồi đó. Không có nhiều đâu. Sao Nó bét? bắn bậy mất nó nãy tao bắn thử rồi, bắn máu nó sụp ít rồi chứ không nhiều. Máu nó sụp ít mà thấy mày chết rồi. Tao tao bắn Vãi nhiều thật. á. Ticker còn có một thằng à. Hai Em đơn còn 9 mày người. núp ở đâu vậy? Hiện tại giờ còn 1 phút nữa mày đang núp ở đâu vậy? Gì vậy? Ôi, thanh niên này làm sticker mà sao mà không giết được một ai luôn. Ôi, nó trốn đi gần hết luôn rồi. Ghê thật. Nhảy từng nó nhảy từng từng trước mặt Ticker luôn kìa. Hai cái đèn nhảy từng từng. Chỉ cần bắn dính một cái thôi là mày sẽ đi chậm liền luôn á. Chậm rì à. Bắn dính hai cái là mày đi, là mày lết luôn, mày khỏi đi luôn. Ok, dí được một thằng rồi. Ôi, sticker lên được hai người rồi kìa. Sticker lên càng nhiều là càng cảm 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 giác thua nó càng cao đấy. Cảm giác run run còn 30 giây nữa. Hai mươi mấy giây nữa, cố lên, hai mươi mấy giây nữa là mình sẽ win. Ok, chắc là mình sẽ nhảy lên trên đỉnh luôn. Đấy, mình sẽ lên đỉnh. Ô yeah, lên đỉnh. Rồi, win chắc. Có một thanh niên bỏ cuộc luôn rồi kìa. Rồi, sticker là được ba người luôn rồi. 2 giây, 1 giây nữa. Yeah! Trời hắn ơi, Mình và Vami đã nhảy ra ngoài thôi. Rồi nãy giờ mới thắng được mạng. thắng. Vãi thật. Số quá nhỏ. Ok, giờ trận tiếp theo thôi. Ok, đây là 1 phút dành cho fan nạt. Thì fan nạt lần này là của bạn Ngân Phạm và bạn Lầu Cây Vin. Lầu Cây Vin là cái gì nhỉ? Ok, chắc bạn này khoái ăn cây thì phải. Ok, thì bạn Ngân Phạm đã bạn đã vẽ cho mình một cái này cũng na ná, gần như gọi là chibi đi. Đấy. Đó, vẽ mình với lại thanh niên Vami. Nhìn rất là đẹp. Còn bên này là hình như bạn này bạn phát họa lại thôi. Phát họa lại vào ghi thêm chữ cận anh kia Phạm rồi. Thì ok, thì cảm ơn bạn Ngân Phạm và bạn Lầu Cây Vin rất là nhiều. Thì bạn nào có fan nạp thì cứ gửi vô phần tin nhắn của fanpage. Thì mình sẽ lựa ra và mình cho lên video mỗi ngày. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại game thôi. Ok, vô trận mới thôi. Chưa chưa rồi. Màu xanh tiếp. Vẫn là Hider. Mày là gì? Hả? Mày là Thì thằng coi này là là Hider, Hider coi luôn vẫn hả? là Hider. Mày cũng là Hider luôn kìa.
Ủa lại map Trời, này. cái phòng này hoài vậy. Ô map này nữa Cái hả? phòng người tao chết hoài luôn á. Chà, map này căng nè. Map này là không biết chỗ trốn luôn ấy. Map này hồi nãy mình mới win một trận nhưng mà khả năng mình win nữa thì không có. Để coi trốn hay gì đây. Cái hùng gác này. Oh, Đâu có ơi, đâu vẻ mày nghe có vẻ tôi như mình ngủ trốn ở đây không được. Ui còn 6 giây nữa, còn 6 giây nữa là của nó xuất hiện rồi. vậy. Giỏi vậy Ok, sao xong. ta. Về mày đang trốn đâu rồi, đâu nó hiện ra kìa. Tao không biết nữa nhưng mà có để đây tao thấy sợ lắm, có một thanh niên đang đứng ở đây nè. Thôi tao sợ trận này có chết sớm. Rồi 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 rồi, tôi Rồi vô, tôi rồi vô, tôi rồi vô rồi. rồi kìa. Mày là thằng nào vậy? Hả? Cái thằng mà cái tay fan nãy giờ. Không không không, tao thấy Cái gì? mày là thằng nào vậy? Ôi thanh niên này đứng đứng gần tao có sợ lắm luôn ấy. Bốn 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 đi tìm rồi kìa, mày đang Ừ, ở tao đâu? biết mà. Ơi cũng hơi run, cũng hơi run. Ôi còn mà ở thanh niên này đừng nhúc nhích nữa. Ôi thanh niên này nhúc nhích đúng ghê luôn. Ôi ngựa ngựa dễ sợ luôn trời. Mình đâu có mướn đâu. Đứng yên là mừng, đứng yên là vui rồi, đừng có di chuyển nữa. Đúng rồi, đừng di chuyển. Rồi, seeker là được 5 thằng luôn rồi. Rồi chết 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 cha, nó bù vô phòng rồi, chết cha. Ơi Cha nó ơi, bù vô đừng có bắn rồi. Trời, bậy. nó bắn Rồi tôi rồi, rồi nó bắn rồi tôi rồi, rồi. chạy đi, đúng rồi, chạy đi, chạy đi. Yeah, hay quá, chạy rồi. Ủa, mày chung phòng với tao thôi sao mày nghe nó chạy đi, tao thấy nó cũng đang chạy cô. Hả, chạy gì? Có laptop đang Rồi. chạy. Tội không? Ủa, mày chung phòng với tao hả? Mày chung phòng với tao á? Ủa mày Nó là gì đèo. cô? Hình Mày như là là gì có một vậy? thằng nó thấy tao rồi, tại vì lúc đó là tao đang trốn cái ghế chung với nó. Từ 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 nó hiện ra, nó hiện ra từ 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 chết bà, nó bắn tao cái tao bỏ tao chạy liền luôn á. Đó đó, bắn bừa đi đó, Ủa. ông nội, ông nội bắn Rồi. bừa, ông nội bắn bừa bà mẹ nó, Mày bắn bừa biến thành cái thùng rác mới chịu. Trời ơi, mày biến thành cái bàn chỉ bự vậy. chết cha chạy. Rồi Trời ăn hành. Nhỏ chuyện. Sao tự nhiên mày trốn ở vô đó tao chi kiếm vậy? người tao bắt đây. Không, tao trốn ra khỏi cái phòng đó rồi. Tao biết nữa. Đứa nào nữa? Sorry. Đầu đầu. Fan của tao. Ao! Mẹ tao nó chết Ao, what rồi. the hell, nó biết tao luôn cả. Rồi, ăn hành luôn rồi. Ai. Giờ chỉ còn đúng Nó có một chết thằng luôn. nữa. Thiệt. Má Thiệt tình. má còn nhiều lắm, hốt đại đi. Ê, cái ghế này nó lạ nè. Ủa, không phải. Hay là cái bàn ta. Ủa, không phải luôn. Mắc cười sao, cười đau ruột luôn. Vãi thật. Mắc cười ba đứa trốn chung cái phòng, Trời ba đứa ơi. thấy nhau xong lúc bị bắt hốt nhau ra bắt. Lầy dễ sợ luôn. Ơi, không có rồi, không có rồi, không có rồi. Bây giờ là ý cái chỗ này nó có gì nó là lạ nè. Có Còn mở vẻ tao như thấy không phải thoải đây. mái luôn mày ơi. À, rồi thấy rồi. Yeah. Hồi nãy Thấy con giờ, nghi thấy nghi rồi. Con nghi rồi. Con nghi là hồi nãy tại vì hồi nãy con nhìn ở trong đó là con chỉ thấy là ở trong đó là chỉ có bốn cái thùng thôi mà có những bất chợt ra trong đây nó có năm cái thùng là con thấy nghi rồi. Ok. Ôi, cũng may là mình phát hiện được cái thằng cuối cùng. Cái map Yeah. đó là cái map đó là đầu tiên là tao chọn cái thùng luôn á cu, tao chọn cái thùng cái nó bắt tao á. Vậy. mày Đúng, tao mày về nó chơi lâu rồi nó mới biết khúc đó có bốn cái thùng rồi đó. mày biết mày mày biết cái trận đầu tiên đó có biến hành gì không? Biết hành gì? Có biến hành cái bàn. Không biết sao bàn nhiều Đúng quá, rồi, có biến hành cái đâu có bàn, bắt có được đứng hết núp đâu. đó là không ai thấy cả luôn á. Ok, trận này là trận cuối cùng đây, mình sẽ coi thử mình là vẫn vẫn là Yeah, hàng tao là hai hàng đời. hider, tao là hàng seeker. Ủa mày thằng seeker hả? Rồi phải trốn hàng 30 mới được. Ôi kinh khủng. Yeah. Rồi, ủa, chết cha trả chơi rồi. Có mình tao với Minh Sơn à. Ủa gì vậy? Ê, mày đang núp ở Cái đâu á map cu? này khó chơi nè, cái map này cực kỳ khó luôn. Mày đang ở đâu á cu? Nói tao nghe coi. Không, ngu sao nói. Nói đi, trời, tao là hider chung mày nè Thôi bỏ đi, bỏ đi. ba. Tao là hider nè, tao nói thiệt luôn á. Tin không có dễ tưởng dụ bạn đâu. bè chứ. Tin tưởng bạn bè chứ ba, người phải có lòng tin nữa không, mình phải có lòng tin với người ta. Ok, xong. Trốn được rồi đó. Rồi hãy đợi đây. Yeah. Rồi tao vô đây. Rồi À, ủa cái sao của mình nó lại ủa vẫn còn cái màu cái xanh phòng ở này, đây nhỉ? Trong trời khi trời trời cái phòng này mình nhìn đã xa trốn dữ rồi mà. vậy. rồi rồi Ok. rồi Nó đung lại đây hiện ra màu xanh nữa cơ. đung đưa No. nè, đung đưa. Tao bắt đừng đứa rồi. Ok. Chay. The hell. Tao biết mày sắp nói gì luôn cô.
Rồi ok. Nữa. Chà, đứng ở Gì đây không mày? ổn lắm. Mày mày đang bị lung lay tâm hồn hả? Mày đang đứng đâu? Tao có thể lại tao giải thoát, tao giúp đỡ cho mày Thôi khỏi, cảm ơn. nè. mày đừng lại đây là có vui lắm rồi. Có gì đó, Ok, ổn hai rồi đó. không có gì. Ê, sau Ê, lưng mày kìa. cái chảo Hốt cái chảo đi, đúng rồi, hốt cái chảo chảo đi. Đấy, chảo ok, chết cái chảo rồi. ai vậy? Tao đứng À mày xa đánh mà ai còn hả mày? thấy mày giết thằng cái chảo đó mà. Gì Tao đứng xa mà còn thấy mày giết cái chảo đó mà. à? Đứng xa hả mày? Mày đứng xa hả mày? Mày đang đâu? Tao thấy mày đang ngủ. Cái chảo thứ hai nè, cái chảo thứ hai nè, Ôi tha cái cho tao, tha cho chảo tao. nè. Ê, nó biến thành cục khác rồi mày. Cái Ê, cục tivi mày phải không? đừng có giết tao. Thì ra tao giết được mày, thằng nhiều chuyện. Mày bấm phím quy lên đi, Ơi mày bấm phím quy lên đi, mày bấm phím quy lên đi. cái chảo đâu rồi? Không Chứ không tao không đứng không, mày bấm phím gì? quy lên đi, mày bấm phím quy lên đi rồi mày sẽ thấy là mày đang giết ai. Ủa ra còn sống? Ừ, chứ sao, làm sao mày về làm dễ gì mày giết được tao. Vậy mà nó giả điên cái chảo, bắt cái chảo lại, bắt cái chảo lại. Mấy thằng ấy làm gì? Trời, đứng làm cái trò gì vậy? Sao không đi bắt đi? Nó đi theo Điên mày đâu á. vậy? Gì? Nó đi theo mày á. Ơi 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 ơi, có một người đang đi tới gần mình. No no, đúng rồi, bắn bậy đi, bắn bậy đi, bắn bậy cho nó mất máu bớt đi. Trời, mình sợ nhất là mấy thanh niên này luôn ấy. Ờ cái chảo. Ok, trời, 8 sticker luôn rồi, thiệt tình rồi. Cái Quất cái chảo kìa, chảo. trời, sao cái Trời, chảo này nó cái gì cứ đứng đông mà có cái chảo mà không bắt là sao? Thiệt tình luôn mấy này. Chơi game cái gì kỳ cục như vậy? không thể nào cân được. Bắt phụ đi chứ, mình bắt rồi máu rụt rồi chết rồi sao? Ê, Ok, bình 40 giây bông, nữa, bình bông 40 giây chết nữa là đi, mình sẽ bình win. bông, bình bông, bình bông, bình bông chết đi. Trời, tao lạy luôn á, 8 thằng đứng xung quanh mà có mình tao bắn à. Ồ, thiệt tình luôn á. Vậy là hay rồi, vậy là hay rồi, còn Trời, muốn gì nữa? một mớ thằng bắn mà bình bông chưa chết luôn. Ý, Thật là 30 kỳ mấy dữ. giây nữa, 30 giây nữa là mình sẽ win. Cầu Ủa mong, thằng bình bông sống dai là mày? đừng có ai lại chỗ này, cầu mong là đừng có ai lại Ui chỗ này. ui ui, bình bông sống dai mày, hát hay vậy? Giết nó đi. Giết nó Rồi, đi là hai đời chết chỉ còn có chết hai rồi. thằng thôi đó. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi mà chết, có thấy hai đời còn ba thằng mà. Tao chết rồi ba. Thôi, Đè heo, thanh niên rõ ràng nó 30 cái đó, bắn bậy chi rồi nguyên chết cái không bình bông nó biết đang di chuyển mà 8 thằng bắn một cái bình bông mà cái bình bông nó đứng nữa. hoài luôn, tao mày nó không chết luôn á. Ok, một trời. Ôi, thanh niên mình bông sống đúng dài luôn. Ok, win rồi. Hát rồi, Yeah, bình bông hay hát quá. rồi. Rồi, dần clip đi cô. Ok, thì mình với Kia sẽ dừng video tại đây thôi. Thì mọi người nhớ thấy thích thì nhớ like, share video và nhớ subscribe kênh để nhận video mỗi ngày nha. Chào mọi người. Ok, bye bye mọi người.